Xin chào quý khách nhá. Sau đây em review cho quý khách xem bộ ảnh sản phẩm thật của bộ ốp bậc chân trong ngoài xe Toyota Yaris đời từ 19 đến 20 các bác nhá. Bộ sản phẩm thì gồm 8 chi tiết. Chất liệu thì nó bằng inox sáng bóng các bác nhá. Đó, riêng bậc chân trong thì nó có những cái chữ Yaris trắng gương kính gương nhá các bác nhá. Rất là đẹp, màu đen. Đó, cực kỳ nổi bật, cực kỳ mà sang trọng. Bộ sản phẩm thì gồm 8 chi tiết này, 4 cái bậc chân trong. Đó, 4 cái và 4 cái bậc chân ngoài. Tất cả các sản phẩm đều in chữ Yaris đẹp. Đằng sau thì nó có băng dính 2M các bạn. Đó, cái sản phẩm nào nó cũng có băng dính 3 mặt 2M để cho các bác về mua về chỉ việc lột ra và dán thôi. Ngoài ra bên em có tặng kèm thêm ít băng keo 3M để các bác dán đè nó vào đây nhé, dán phụ vào để cho nó chắc hơn. Đó. Địa chỉ bên em là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bên em nhận ship hàng toàn quốc. Các bác ở đâu ở xa gần bên em cũng giao hàng hết các bác nhé. Các bác mua hàng cứ đặt hàng liên hệ bên em là bên em giao hàng nhé. Xin chào các bác. Cảm ơn ạ.